hình ảnh về tang lễ chuẩn tướng Phan Hòa Hiệp. Kính mời quý khán thính giả theo dõi. Và để tiếp nối trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin cựu trung tướng Việt Nam Cộng Hòa Phan Hòa Hiệp đã qua đời. Kính thưa quý vị, được tin cựu trung tướng Việt Nam Cộng Hòa Phan Hòa Hiệp đã từ trần tại thành phố Orlando, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ vào ngày thứ Bảy 14 tháng 9 năm 2013, nhằm ngày 10 tháng 8 năm Quý Tỵ, sau một thời gian bạo bệnh. Ông hưởng thọ 86 tuổi. Thánh lễ an táng đã được cử hành vào ngày thứ Bảy 21 tháng 9 năm 2013 vừa qua tại nhà thờ St. James ở Orlando, Florida. Cố Trung tướng Phan Hòa Hiệp sinh ngày 27 tháng 10 năm 1927 tại Thừa Thiên, Huế, Việt Nam. Ông tốt nghiệp khóa 1 Võ bị địa phương Trung viện Đập đá ở Huế. Trước năm 1975, ông là Tổng trưởng Thông tin Dân vận Triều Hồi, trưởng phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa trong Ủy ban Liên hợp quân sự hai bên và bốn bên, Tư lệnh Sư đoàn 2 Bộ binh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Thiết giáp, Tư lệnh Lữ đoàn 1 Kỵ binh, Thiết đoàn trưởng Thiết đoàn 4 Kỵ binh, và ông đã nhận lãnh đệ nhị Bảo quốc huân chương trong thời gian phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của bản tin Quá trình đốn sẽ được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an lành và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.